Tin giáo hội tại Ba Lan 40.000 thanh niên Ba Lan cùng cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục về thanh niên. Khoảng 40.000 thanh niên đã tụ họp hôm thứ Bảy, ngày 6 tháng 10 vừa qua, tại Sân vận động quốc gia vascava Ba Lan, để cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục về thanh niên đang diễn ra tại Roma trong tháng này. Một thông cáo từ Hội đồng Giám mục Ba Lan đã cho biết, cuộc gặp gỡ kéo dài 12 giờ, bao gồm cầu nguyện, hội nghị và các chứng từ, cũng như các buổi hòa nhạc và các buổi trình diễn nghệ thuật. Cuộc gặp gỡ cầu nguyện này là cuộc họp lớn nhất của những người trẻ tuổi, được tổ chức trong thời gian thường hội đồng giám mục về thanh niên. Cha Rafa một người trong ban tổ chức thực hiện sự kiện này, nói rằng Chúng tôi muốn hiệp thông về tinh thần với Thượng hội đồng giám mục và cầu nguyện cho sự thành công của biến cố này. Buổi lễ đặc biệt hướng tới những người đã lạc mất thiên chúa ở đâu đó trên con đường cuộc sống, cũng như những người biết ngài nhưng cần phải được củng cố và muốn tiến lên phía trước. Thông cáo báo chí của Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, có hơn 122.000 thanh niên khắp Ba Lan đã cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục về thanh niên trong các cuộc gặp gỡ cầu nguyện và các sự kiện khác dành riêng cho người trẻ.